Bữa nay khai trương xe chấn động luôn á, bên đường bên kia và bên đây quá trời đông người luôn rồi mọi người. Thì bây giờ ngày khai trương rất là phát tài phát lộc, khách rất là đông luôn mọi người nhìn nè. Chấn động luôn, đây là phía dưới nha mọi người. Bây giờ thì quay lên phía trên cho mọi người xem nha. Chạy lên để xuống năm gọi. Cảm ơn mọi người nha. Sau đây nhà Ti Thi bữa khai trương ngày đầu tiên mà khách đông cỡ này nè mọi người. Không có chỗ để ngồi ăn luôn á, quá trời đông luôn, chấn động luôn bữa nay. Bữa nay đâm quá trời luôn, không có được lên ghẹo chai và không được bóp chai và sờ chai. Chai quá trời luôn rồi, giờ không được lên đây ôm chai, buồn quá trời nãy giờ á. Quá say sao làm sao? Đâm gỏi quá trời không có say được. Kêu rồi chưa anh? Kêu rồi. Rồi, khách đông quá nãy giờ mà ví dụ kêu 2 3 lần giùm Thi nha. Mọi người có thể kêu 2 3 lần. Ai chưa kêu gọi kêu 2 3 lần giùm em nha. Quá trời chai luôn rồi, đẹp trai quá trời luôn, chấn động luôn rồi. Rồi ăn gỏi đây luôn nha. Trời ơi, chai ngon ngon không luôn á. Anh nào anh ấy ngon hơn gỏi nữa, ngon hơn bò viên nữa. Thấy mấy anh cái thèm cà lem quá trời vậy đó. Không lẽ đang đâm gỏi đi mua cà lem ăn mới được. Vui quá mọi người, bây giờ thì gấp nè đi xuống đâm gỏi nha. Khách đông vỡ chân. Không chị. Còn. Quá trời đông luôn rồi. Khách đông cỡ này nè mọi người. Đông từ dưới lên tới trên, đông từ trên xuống tới dưới. Tôi nói bữa nay chấn động luôn á, vỡ trận luôn. Mọi người ăn rồi nhớ trả tiền cho mọi người nha. Quên lấy tiền á, hồi không đủ trả tiền nhà luôn á. Tiền nhà mướn mắt quá mọi người ơi. Quá trời đông luôn rồi, giữ xe hai bên luôn. Ê, sắp tới mày giữ xe mày quay cái đít đó lên. Mày quay cái đít lại mới đi ra dễ. Rồi, sau đây thi khách rất là đông, hai bên giữ xe nha mọi người nha. Giữ xe hai bên rồi mình lên lầu luôn. Vô trong đi. Quá đông rồi, chấn động luôn. Rồi bây giờ sau đây thì sẽ vỡ trận ngày đầu tiên khai trương phát tài phát lộc, gửi xe hai bên. Thì bây giờ thì sẽ cần hai nhân viên nữa phục vụ, ai có nhu cầu làm việc inbox nha, quá đông rồi. Không ngờ bữa nay thì vui như là thật. Thì vui y gan là hiện thực. Sự thật của Thi sẽ thành hiện thực, nó sẽ đông hơn bên kia. Chấn động luôn. Sau đây Thi cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi YouTube của Ti Thi và trên TikTok của Ti Thi. Mà khách đông cỡ này và Thi chân thành cảm ơn, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh. Dạ. Subscribe kênh cho Ti Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để biết địa chỉ. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà yêu nha. Quá đông rồi kìa, quay qua ngoài quá đông luôn rồi. Chấn động luôn á, còn hơi đi dự tiệc nữa. Rồi, cảm ơn mọi người nha, ngồi chơi đi. Sau đây để gặp được khách hàng đến từ nơi xa, bị đau chân mà cũng gán lời ăn khai trương ủng hộ Thi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đến từ đâu vậy? Anh đến từ Sài Gòn, Bình Phước. Bình Phước? Ừ. Trời ơi, ở gần núi Bà Rá không? Ngay đó luôn. Bởi vậy đây nè, quen bà này nè. Hồi đó ở núi Bà Rá đó kìa, trai đẹp kêu kìa, chồng tao kêu kìa. Đây là chủ lò quay Tấn Phát. Lẹ lên đi anh ơi, đẹp trai quá à. Điều giới thiệu chủ lò quay Tấn Phát. Chủ lò quay Tấn Phát bán gì? Vịt quay, heo quay nguyên con đủ loại. Đảo gì sao nãy không đem heo quay lên đây cho em ăn? Để bữa sau. Trời ơi, vậy là anh bán vịt quay, heo quay, đây là tài xế anh hả? Đúng rồi. Đảo ha, ngay chùa luôn, ngay núi là bán đắt ba vô mánh luôn rồi. Anh bán ở đây nữa chứ. Hả? Anh ở đây thì bán ở đây nữa. Có bán đây nữa. Đại gia luôn. 50 phòng trọ Bình Chánh. Đã vậy. Đây. Nãy mới gặp đây rồi, gặp. Ờ, vậy hả? Quá trời nhiều người quen luôn. Bán ông Sòn rồi là biết anh hết. Vậy hả? Đã vậy. Nhưng mà anh rất là thương em. Vậy hả? Vì thấy em giống với anh. Ờ. Từ người nghèo mà bây giờ giàu có đó. Cảm ơn anh nhiều nha, bữa nào cho mượn tiền mua nhà này nha anh. Bữa nào cho em mượn tiền thêm nha, em mua căn nhà này nữa. Em cộng tác với anh rồi anh sẽ cho em nhiều tiền hơn. Bây giờ anh cứ quay heo sữa treo đây cho em. Vậy hả? Được chưa? Trời ơi, chúng chấn động vậy. Tấn Phát sẽ bắt tay với em Ti Thi, treo hàng heo sữa nóng hổi luôn. Ai muốn đẳng cấp đây mua heo sữa. Chấn động luôn lúc đó. Hôm nay chúng để em lấy số đi. Đem tiền lại cho em. Vậy hả? Rồi, cảm ơn anh nha. Chào hai người nha. Nãy giờ lại có hai người ngồi đeo xe co sát rác vô đây vậy? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên đến quán em hả? Không, lên đây đầu tiên luôn nè. Lần đầu tiên. Rồi, à, chị ăn ở bên kia rồi. Mà chị qua đây chị thấy thoải mái không? Thoải mái, rộng, đẹp. Đẹp hả? Đẹp, rộng, quét ra chừng đẹp luôn, nhìn rất là thoải mái. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô chủ. Vậy hả? Xe em muốn cho mọi người rộng nè. Mới qua đây đó, tại vì bên kia đang bán được á. Đúng rồi, thấy bên kia quán cũng ok. Đúng rồi. Sao lại trang trí lên bên kia, rộng mà. Bên kia đông lắm. Đúng rồi. Không có đủ ra tới ngoài đường. Cho nên qua đây. Mở là trang trí trên lầu á, cũng rộng. Cũng rộng nhưng mà không đủ. Không đủ, xong thấy giờ qua đây nó chắc là bên đó chật quá. Đúng rồi, nhiều người nói chật á. Dưới để xe đồ cũng rộng rãi.
Đúng rồi ha. Cảm ơn chị nhiều nha. Ủng hộ dài dài. Vậy ủng hộ mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Bữa nay ăn thấy ngon không chị? Ngon, chất lượng cũng như vậy. Cũng như vậy hả? Cảm ơn chị nha, chúc chị ăn ngon miệng. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ khách hàng đã xong hết rồi, thì khách hàng ra đến yêu mến, ủng hộ nhiệt tình. Thì bây giờ Thi sẽ đi xuống dưới nha mọi người nha. Tại vì khách hàng ở trên đây là bằng cái nhà của Thi bển rồi đó. Bây giờ hết gọi rồi, Thi đi xuống 5 gọi một cái. Sau đây thì Thi cũng quay cho tất cả anh chị em xem. Thì ngày khai trương, đây là đậu đũa mà Thi sẽ sắt xong và Thi sẽ rửa xong hết rồi. Đó, ngâm nước muối sạch sẽ hết rồi, Thi sẽ đổ vô đây. Đổ vô thùng để khi Thi bóc cho mọi người nha. Đây là cái đu đủ. Thì đu đủ này á, để dành đâm trong khi lúc đa bán gỏi. Thì Thi đâm gỏi ở nơi đây nha mọi người nha. Thì Thi đu đủ thì để đây. Thì xong rồi chuẩn bị sắp xếp rồi đâm gỏi rồi. Đây là chanh để Thi ép sẵn rồi. Đây, nước chanh. Bữa nay là ngày đầu tiên Thi khai trương, Thi quay cho mọi người xem luôn. Đây là mắm của Thi đâm gỏi. Đây là chanh. Còn đây là ba khía, quay ba khía nè. Đây là cà chua, tỏi ớt. Rồi bây giờ sẵn sàng hết trơn rồi nha mọi người. Chuẩn bị tiến hành thôi. Thì bây giờ tiến hành cũng rất là dễ. Hoành tráng. Đó, ngò gai này nọ với là đậu phộng này nọ sẵn sàng hết nha. Sắp xếp đầy đủ hết rồi. Thì mong rằng tất cả anh chị em cũng thông cảm bỏ qua nếu mà có điều gì sai sót. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, nhớ đến ủng hộ quán nhà Thi. Trước khi ra đâm gỏi thì ngày khai trương thì đây là sẵn sàng hết những cái dụng cụ để mình làm việc. Thì cái dụng cụ của Thi đầu tiên nhất đó chính là khẩu trang. Và kế tiếp đó chính là cái tập về bằng mũ để Thi đeo để nó văng ướt lên mình của Thi. Mà nói chung là nó vẫn ướt nha mọi người nha, tại vì mình đâm nhiều á. Tại vì mọi người không làm á, khi mọi người làm á thì mới biết là cái cách là đâm gỏi nó văng lên tùm lum. Nó văng lên khủng khiếp luôn, nó văng vô mắt, nó văng vô đầu. Thì nói chung ra thì mình che được cái nào thì mình che, cái nào không được thì thôi. Đó. Còn cái này là cái bao tay để Thi đâm á, bị dị ứng mắm á, nếu mà mắm á mà mình đâm mà dán lên tay là nó sẽ bị ngứa, bị dị ứng. Thì cho nên là Thi phải đeo cái này để nói chung là mọi người thấy đeo như vậy mọi người thấy nó không có đẹp. Nhưng mà khi đâm á thì nó sẽ không văng và nó văng nó sẽ thấm vô cái bao tay này, nó cũng đỡ ngứa hơn mình không đeo nha. Nói chung là từ từ cũng có kinh nghiệm chứ lúc mới đầu tiên đâu có kinh nghiệm đâu. Rồi kế tiếp thì Thi sẵn sàng chuẩn bị đâm gỏi. Và kế tiếp nữa đó chính là bao tay. Đây là cái bao tay mũ mà một lần Thi đeo phải hai cái. Hai cái mới chịu được nha mọi người, một cái là chịu không được. Thì nói chung ra đâm gỏi á, là lúc nào mình mẩy thì cũng giống như nước vậy đó. Bán đông á. Đây nha. À, cái nơi đây thì để cái kiến. Nói chung ra nếu phong thủy á thì kiến lúc nào cũng phải ở sau lưng của mình. Cái kiến còn cái này là để Thi live stream, để Thi show địa chỉ cho mọi người. Còn cái này nút bà của Thi được lãnh YouTube nha. Đây là cái kiến để Thi lúc nào Thi cũng coi ở trong đây. Đó. Trước khi Thi ra bán thì cũng phải chỉnh chu làm đẹp để cho tất cả anh chị em xem biểu diễn. Nhưng mà thì nói chung là Thi không phải là ca sĩ, thì cho nên là Thi đâm số lượng rất là nhiều. Một ngày mà đâm 200-300 kg thì Thi nghĩ là ít ai đâm được lắm, một người mà phục vụ mọi người. Thì cho nên là Thi nghĩ là Thi chỗ này là Thi để biểu diễn cho tất cả anh chị em xem từ trên xuống dưới đó. Ví dụ mọi người đứng ngồi dưới, mọi người xem Thi ở đây đó. Thi không phải ca nhạc nhưng mà Thi có cái khác để biểu cho mọi người. Có người thì ca hay đẹp, ca hay, còn mình không đẹp nhưng mà mình giỏi. Thì mỗi người có mỗi cái tài năng khác nhau đó. Thì luôn ông bà luôn luôn che chở và nâng đỡ cho tất cả những người làm việc với cuộc sống của mình, thì kiếm sống mưu sinh. Thì nói chung ra luôn luôn thì có một cái cách tốt đẹp hơn với bản thân của mình và luôn cả mọi người xung quanh. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Bây giờ Thi đâm gỏi. Thì đây nha, cái cối này Thi đâm cũng năm mấy rồi. Thi thấy nó xấu gì chứ, nhưng mà kiếm tiền được nhiều tại vì nó là cây. Nó không có đẹp tại vì mình bán lâu rồi, thì mỗi ngày thì giống như người mình vậy đó. Đẹp thì thành xấu, từ từ cũng già rồi ha. À, một phần gỏi thì một trái ớt. Thì ở trong đây Thi đâm 5 phần gỏi, Thi đâm chỉ có 4 trái ớt thôi. 5 phần gỏi nha. Để vô 3 tép tỏi. Bên Thái người ta đâm tỏi người ta để nguyên vỏ, còn Thi không có để nguyên vỏ thì lấy vỏ ra. À, Việt Nam mình thì ăn đường tại vì biết sao không? Mắm hơi mặn và chanh hơi chua. Thi phải cho đường vô để thay thế cho nó ngọt, để cho nó hỗ trợ, đừng có cho chua, chua quá khó ăn. Tại vì Thái nó ăn chua với cay, còn mình không ăn cay và chua ít. Trước khi Thi đâm thì sẽ chan nước chanh này vô để cho nó ướt cái cối nhẹ để Thi đâm. Cho ngồi đợi đi, ngồi đợi đi. Và Thi sẽ đâm giả cho nó nhuyễn ra những cái trái ớt và tỏi để hòa hiện với nhau với đường. Rồi xong rồi Thi mới cho cà chua sắt sẵn vô nha, cà chua.
Cà chua bên Thái thì cà chua nó giống như là cà pháo. Còn Thi xài cà chua, tại vì cà pháo không phải ai cũng ăn sống được. Việt Nam mình ít ai ăn sống cà pháo. Ăn phóng mình chỉ khi nào ăn với mắm. Còn ăn với cái này thì người ta ăn cà này không à. Thì Thi thấy là trải nghiệm như vậy. Ngò gai thì Thi để vô cho nó thơm. Đó. Thơm mà màu lên đẹp hơn. Còn đậu đũa thì ăn sống. Theo Thái thì ăn sống là nhiều hơn. Đó. Rồi nha, để ít vô để cho mọi người trải nghiệm với cảm giác mới, ăn lạ hơn. Nước chanh thì Thi ép bằng máy. Đây, hai giá nước chanh và hai giá mắm. Thi đâm ra được 5 phần rưỡi. Thi sẽ ngầu lên cho đều. Thì khi mà Thi ngầu lên cho đều như thế này thì cái nước này nó hòa hiện với nhau nè. Nè, quay với nước nè, thấy nước không? Đó, nước nó hòa hiện với nhau thì nó rất là vừa. Thái nó phải nếm, còn Thi không cần nếm tại vì Thi làm quen. Đó, còn đu đủ thì để vô đi đâm. Thì đu đủ á, thì làm cân bằng lắm. Tại vì Thi bào lấy một cái số lượng là giống như là nó cân bằng luôn cái cọng đu đủ. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ bán phải hết đu đủ. Còn bán mà trễ quá thì bị mềm nha. Rồi, Thi bán rất là đông thì cho nên là Thi phải làm nhiều. Đó, Thi phải đâm như vậy để hòa hiện. Đó, mà phải giả mạnh nha mọi người nha. Nhưng mà cái thìm này hơi thấp rồi nè. Cái thìm này làm hơi thấp đó Đức. Dở tay hơi cao. Đây. Xong, khi hòa hiện xong rồi thì Thi cho ruốc vô. Dũng ơi. Nè đứng ở đây thử đi. Phải thử. Nè. Rồi, đâm xong rồi thì Thi cho gào lên cho nó đều. Thì đây là cái đu đủ thì vừa đâm xong. Khi đâm vừa xong, thì ngồi lên vừa xong thì có Jimmy Dũng lại quen lâu năm nay thì cho Jimmy Dũng thử cái món ăn của Thi. Ngon quá vậy. Được không? Quá à, ngon quá. Ngon quá hả? Dừa, dừa, bữa nay dừa lắm, ngon lắm. Ngon quá à. Chua, ngọt, vừa ăn. Rất là ngon. Giòn nữa. Thi làm ngon lắm quý vị ơi. Hôm nay khai trương là ngon lắm. Mời quý vị đến đây. Này khai trương của đây Thi á, làm gỏi ngon lắm, mời quý vị lên đây nha. Cùng chia sẻ ăn gỏi đu đủ của Thi nha quý vị. Dũng ăn thì thấy rất là ngon đó. Ngon lắm, vừa ăn lắm quý vị. Ngon quá à. Ngon lắm quý vị ơi. Tuyệt vời luôn. Ngon quá. Một cái cối này đâm được 5 cho đến 4 hũ cho đến 5 hũ. Mà cái này có 4 hũ à. Đây, 4 hũ đã xong nha, đã khai trương để bán cho tất cả anh chị em đem về. Một hũ giá 60.000 thập cẩm nha. Thường thì ba khía không, với tôm thì 50. Có hai món ăn nữa thì 60. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi nhà Thi suốt thời gian vừa qua. Đi qua quán mới thì mọi người nhớ đến ủng hộ Thi nha, nhiệt tình giống như quán cũ. Mong rằng tất cả anh chị em đến ủng hộ, có điều gì sai sót xin thông cảm bỏ qua. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Bật lãn may sống tâm chí sụt khổng rắn tì thi Việt Nam in Ho Chi Minh City นะคะ อยู่ที่กรุงเทพฯ Ho Chi Minh นะคะ Welcome, welcome มาพบกันที่ร้านของตีทีเวียดนามตายซับบี้ฟู้ด tìm kiếm tì thi có đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Đi đến vòng xoay mũi tàu, quẹo vô đường An Dương Vương cách 400m đến nhà Thi. Cảm ơn tất cả anh chị em khóc khôn nát ha. Welcome Vietnam Restaurant Papaya Salad Thi in Vietnam Ho Chi Minh City. Welcome, welcome.